Hello các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm vlog theo yêu cầu của các bạn fan. Để coi hôm nay là yêu cầu của bạn nào đây. Bạn Linh Văn 42 thách chị đi sinh tồn ở biển, chỗ nào mà hoang sơ không có người á nha. Lần này khó nên em cho chị 50k luôn, vậy là quá nhiều rồi. Chị mà làm 24 giờ không bị thua là em lại chị luôn, rồi kêu cả lớp vào xem kênh của chị. Hoang sơ chưa? Quen sơ chưa nè? Không một bóng người luôn. Vậy là bây giờ mình sẽ làm thử thách 24 giờ sống sót ở bãi biển không người. Let's go. Bây giờ hai đứa mình cần phải ở đây sống sót được trong 24 giờ theo yêu cầu của bạn Linh Văn 94. Thì mới phát hiện là trong cái đống đồ anh mua thiếu cái hộp quẹt. Vậy không thể tạo ra lửa được rồi. Cho nên bây giờ để mà sống sót được 24 giờ tại đây, chúng ta cần phải có những cái như là chỗ ngủ nè, đồ ăn nước uống, rồi cái gì, lửa. Đúng, quan rồi. Trọng nhất là lửa. Cho nên bây giờ nó cần phải đi lút đồ. Hơn là ở bãi biển này có rất là nhiều rác, quá trời rác luôn các bạn đó. Cho nên giờ đi lượm được cái gì xài được thì lượm thôi. Ok luôn. Lượm đi. Đi. Có rồi, một chiếc điện thoại. Tích 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 tích. Alo. Cho một măng hầm dừa heo với cá rô chiên xù đi. Có kho báo hải tặc để gọi các bạn. Đây rồi, đây rồi. Một cái rượu. Cái này y hệt như là cái bàn vậy. Cái này không giống cái bàn ăn cơm lắm, nó giống cái bàn bà... Nó giống cái bàn thờ. Nó giống cái bàn thờ trên ghe hơn vậy. Thôi cho con xin lỗi, con không có lấy này làm bạn ăn cơm, nó con trả lại. Con trả lại đúng vị trí luôn. Tao này trả cái bàn thờ cho tao. Anh bàn... hơi sợ tâm linh nên thôi. I am sorry. Nói nhiều ngôn ngữ rồi. Con xin lỗi. Sao bao nhiêu cạp? No. Ủa sao bao nhiêu cạp là gì ta? À cảm ơn. Là xin chào hả? Là cảm ơn. Nói chung là con không biết, không biết gì trơn, không biết, không, con chưa từng gặp cái này, không biết. Yến, nước yến nè. Uống liền em, nhanh chi uống liền. Nước yến nè, em cho anh là cái này bổ lắm đó, uống vô đi. Uống này. Bác sĩ, bác sĩ thương lắm á. Thế con mới lắm nè, uống đi. Uống đi. Uống hơn cái bác sĩ nè. Cái mỏ nào uống? Cái mỏ nào uống? Bác sĩ sẽ thương kinh khủng luôn. Một cái nấu. Một cái bàn ăn khác nữa ha. Như đây có phải là cái bàn ăn không? Hy vọng là bàn ăn đi. Ôi cái này được, cái này được, cái này nó giống như một cái thùng hàng hơn là một cái bàn. Nhưng mà kiểu giống như là nó không tâm linh lắm. Được. Có bàn ăn rồi các bạn ơi. Ngon. Yeah. Yeah. Hơi nặng, để lát nó quay lại lấy sao. Miễn, miễn, cẩn thận. Ơ? Cái gì vậy? Cái gì vậy ta? Đây chính là quả thạch của một con ốc. Ốc này tên là VT. Em biết con đó không? VT là ốc gì? Ốc VT, không biết ốc VT nữa hả? Cái này dở. VT có là TV. Đây chính là cái này chính là cái tivi hồi xưa hồi cũ á bạn, nó vậy á, nó bự lắm, nó chạy bá luôn, nó kính lòi ra là nó đó thiệt. Miệng nó bén lắm á, cẩn thận. Ngồi trả lại chỗ cũ, chỗ này trả cái tivi cho tao nha. Ê cái gì con? Cái gì? Ô xương khủng long. Trời ơi, bộ xương con gì vậy, thằng lòn vậy? Khủng long axolotl giống á. Anh lượm về đi, lát nữa mình nói chung mình không có gì ăn á, cái mình lấy xương mình nướng lên mình hủy. Trả bộ xương cho tao. Trả bộ. Hay con gì vậy ta? Gọi. Trả từng cổ cho tao. Anh Mon còn bẻ lại nữa chứ. À, đây chắc là một con cò bạn ơi, cái mỏ dài thằng lợn nè. Ừ. Để coi có đem đậy cái trả cái đầu cho tao. Để biết đâu xài được cái gì sao, nó cũng rất là cứng và nhọn đó nè.
Đúng rồi, biết cái này cái gì không? Cái gì? Cái nhíp. Cái này là kiểu đây là cái đũa đó. Được của nó đấy. Lấy được một món hơi kinh dị nhưng khá hữu dụng. Mới lượm được cái món gì lạ lắm bạn ơi, nó giống như là hột tiêu vậy. À vậy thuốc dành cho phụ nữ có thai hả? Hên quá, mình là phụ nam chứ không phải phụ nữ, không uống được. Chứ uống được là con lụm luôn đúng không? Uống vô bác sĩ thương lắm á. Đó, cái mỏ nào uống một gói mì mà thấy còn nguyên luôn các bạn. Sản xuất vào năm 2022 hả? Giờ năm 2024 rồi các bạn. Địa chỉ ở đâu đây? Cái gì đây? Đâu? Đâu? Tao toàn tiếng nước nào không à? India, trời ơi. Đâu? India đâu? 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 India nè. India, Ấn Độ hả? Trời ơi, trời, từ Ấn Độ qua đây. Không thể tin được. Cái nhãn hiệu này nó lạ thiệt. Phai phai. Phai phai, sống dai thành mì gói. Tiêu 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 tiêu. Tiêu 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 tiêu. Bằng lại tiếp tục kiếm được những cái món để dựng liều đó các bạn. Một cái miếng gì màu trắng khá là bự nè. Vụ bớt cát mới được. Chai này nhìn còn ngon hơn chai này đó. Đã bạn. Ta sẽ dùng bất cứ thứ gì lụm được để cố gắng hết sức mình tạo ra lửa. Coi nè. Chơi. Chơi 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 chơi. Trời đất ơi. Món đèn nó bự. Đổ nước vào để dưới nó mặt trời khả năng tạo ra lửa cao hơn chai thủy tinh rất là nhiều lần. Ngon quá bạn ơi, em mới kiếm được một chỗ để xây liều rồi nè. Cái này rất là chống chảy, khá là mát, hai bên toàn là cây không. Vậy là chúng ta đã có chỗ để che nắng, che mưa và nghỉ ngơi các bạn. Nó khá là ngon nhất nách đấy. Rồi, và giờ mình sẽ review một số món mà chúng ta đã thu thập được cho ngày hôm nay nha. Đầu tiên, đó chính là một cái bóng đèn siêu to khổng lồ luôn. Cửa hàng rượu luôn á, mở được một cửa hàng rượu luôn đó các bạn. Là một chai rượu, đây là chai nước mắm, đây là chai nước biển, đây là chai dầu ăn, còn đây là chai rượu sinh thành. Nhưng mà đây là bộ nhạc cụ luôn nha. Nè. Hôm qua em đến trường, mẹ quýnh em gần chết. Hôm nay mẹ lên hương, một mình em đốt tiếp. Hương gừng thơm mùi khói, nước suối đen xì lì. Cả nhà em chết cháy, em ở tù chung thân. Nhất nắp ra, nhất nắp ra gì? Giờ để tạo ra lửa ha, mình phải đục bỏ cái này các bạn. Mình sẽ dùng cái vỏ hốc này nè. Rồi kê vô. Rồi đục thử á. Sợ bể quá, bể là chúng ta sẽ cong cốc luôn á. Hy vọng là được. Nó bể đường này các bạn. Nó đục ở đây mà nó lại bể chỗ này. Nhưng nếu chúng ta lắp lại được là vẫn còn cơ hội nha các bạn. Không cần phải lấy cái cục bự bự cái này ra nữa. Nó bể banh chành luôn rồi các bạn ơi. Nó bể nát hết trời. Giờ phải chuyển qua phương án khác thôi. Lỡ có thất bại rồi giờ cũng không có bỏ được nha các bạn. Tại vì cái loại miễn này nhưng mà thấy nó khá là bén á. Rồi nó sợ nó nguy hiểm cho người khác. Cho nên á, giờ mình sẽ bỏ vô cái bao đi. Mới lượm được một cái bao. Bỏ vô đây. Bỏ thêm một xíu cát vô để
nó hạn chế sát thương nếu lỡ ai đạp phải. Mình sẽ để xác ở trong góc như vậy đi. Ok, với 50k các bạn cho mình đã mua được những gì đây? Một hộp lưỡi câu 15k, hai cuộn dây câu 10k, chai nước 10k nữa là 35k, và một bọc tép thúi quắc 15k nha các bạn. Và đây cũng là ý tưởng của bạn Huỳnh Lê Hoài Anh, bạn Bùi Dung, bạn Bích Nguyễn, bạn Dân Kiều, bạn Hoài Ngọc, bạn Ngọc Bích Mai, bạn Huy Huỳnh, bạn Du Hiô, bạn Tâm Như Bùi. Tất cả những bạn này đều thử thách mình sinh tồn 24 giờ ở biển. Bạn nào có thử thách nào muốn mình sinh tồn ở đâu nữa thì hãy comment phía bên dưới nha. Đã 2 tiếng trôi qua nha bạn mà vẫn chưa tạo ra lửa được. Chai thủy tinh, chai nước biển các kiểu thì nó rất là nhiều, nhưng mà không sử dụng được. Ở đây củi thì bao la luôn, nhưng mà không có lửa. Dạ. Ngon ngon các bạn ơi. Một cái bóng đèn nhỏ nhưng mà nó gông kia nó bám đầy hết trơn. Giờ mình đổ nước vô thì ánh sáng cũng không có trôi qua được. Mà cứ lụm đi, có lỡ có cách nào đó mình làm cho nó sạch được trong này thì nó vẫn rất là ngon nha các bạn. 2-3 cái bóng đèn cùng một chỗ luôn. Ngon. Cơ hội cuối cùng chúng ta. Cố lên. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 lần thử. Mình sẽ thử một cái bóng đèn dơ trước đi. Oh my god, được luôn. Được luôn. Một phát luôn. Mừng quá các bạn. Nhưng mà cái bóng đèn này chúng ta phải rửa. Phải rửa nó vệ sinh thiệt là sạch thế thì mới xài được. Hy vọng sẽ may mắn lần thứ hai. Cố lên. Nam mô chút nữa. Một chút nữa thôi. Lại tiếp tục thành công rồi các bạn ơi, hên quá à. Đồ ăn đang chạy các bạn ơi, đồ ăn đang chạy. Rồi xong, bắt dính đồ ăn rồi. Đồ ăn chạy quá trời chạy luôn. Bây giờ sẽ bắt nó đây. Không biết trên bãi biển này có nhiều con này không ta. Nếu có mình sẽ sút nó và bắt nó. Chúng ta cần loại nước trong như thế này nè thì mới tạo ra lửa được. Nước quá đục thì ánh sáng không xuyên qua được các bạn. Bây giờ thứ này ta lủng lỗ nữa. Đó. Lủng thêm một lỗ nữa kìa các bạn. Đó. Rồi vậy là cái sức nóng là đủ tạo ra lửa rồi đó. Còn ở đây mình thấy có một cái đống bông gòn khô thì giống như trái bông gòn nữa. Đấy, mình sẽ dùng cái này để làm bùi nhùi. Sống sót rồi. Sáng dần. Trời quá trời luôn, đồ ăn đang bám lên cái cột. Wow, không biết ốc gì nữa bạn ơi, nhưng mà thôi, chắc ăn được, ăn đẩy. Một lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách để hỏi chị Google đúng cái sinh vật đó ăn được hay không, con vật ăn được không, cái cây đó ăn được không nha các bạn. Đây là các bạn ở trong nó vàng khè luôn, nhìn hơi bị mà đem á. Con cua. Đâu? Cua hoàng đế. Đem về nuôi đi, mới muốn nó thành cua hoàng đế rồi ăn review cho các bạn coi. Sự thật thú vị có thể bạn chưa biết ngày hôm nay. Bạn thấy mấy cánh bạch xa kia không? Đó. Các bạn nghĩ nó là máy phát điện hả? No. Thật ra đó chính là biện pháp phòng thủ của con người đó. Bạn biết con Godzilla không? Con King Kong, con Titan đại hình đó. Mỗi lần ha, có những con quái vật dưới biển ha, như con Godzilla này nó trồi lên cái. Ở đây, mở cái quạt lên. Con Godzilla đi ngang, cái quạt sẽ giống như là con cá mà mình
mình cắt ra rồi mình ướp đường nè, mắm muối bột ngọt cái mình đem ra mình nướng luôn à. Và đó thật ra chỉ là công dụng thứ nhất thôi, còn công dụng thứ hai nữa chống bão là mỗi lần ha có bão nè, có gió nè, siêu bão à, nó bắt đầu nó vô đất liền đúng không. Ở đây lớ bật kính quạt đi chú em, bật kính quạt du thổi gió bão mưa thổi ra ngoài biển hết là hết mưa hết bão vô trong đất liền luôn. Con người có bóp thật là thiên tài. Khoe với các bạn đây là một đống ốc mình bắt được hồi nãy nha. Úp rồi mà mình không biết nó có ăn được không, bây giờ mình sẽ kiểm tra thử coi. Giờ mình sẽ lên Google để kiếm coi đây là con ốc gì nha. Ok, ốc gì đây? Ốc gai đá. Đây là con ốc gai đá nha các bạn. Ốc đá gai có ăn được không? Theo Facebook, ốc đá gai có thể chế biến thành nhiều món ngon như hấp chấm mắm gừng, nướng bơ, nướng tỏi ớt. Vậy là ăn được. Nhức cái nách quá đi các bạn ơi. Cái này là đủ no nguyên bữa nay luôn các bạn. Giờ mình sẽ gấp rút kiếm đồ ăn trước khi trời tối bằng cách quấn cái dây chị đã mua cho trong một cái chai nước. Em chơi một lần 3-4 lưỡi luôn. 1, 2, 3, 4 lưỡi nè các bạn. Rồi ở phía dưới cái dây câu á sẽ là một cái chai lăn nách để làm cục chì, mình chọi cho nó xa các bạn. 1, 2, 3 tụm hết dây luôn các bạn. Đó, cái cục chì nó sẽ chìm, cục chì bằng cái chai á nó sẽ chìm xuống, xong rồi khi nào cá ăn nó sẽ phân thì chúng ta sẽ quấn đi vô. Đây là thành quả của tối nay nha các bạn, một con cá dồ biển với mấy con cá gì nó nhìn nó là lạ, cái mỏ nó rất là lạ luôn nè. Nó lên bờ xíu nó ngụm hết chân. Cá này giống cá người ta làm khô các bạn. Đúng rồi, nhắc mới nhớ luôn á. Ok, em anh muốn đi nướng cá quá à, tại đói bụng lắm đó các bạn, cá giờ không có ăn cái gì hết trơn á. Với mình còn mấy con ốc nữa. Đây là một trong những lần sinh tồn khó nhất luôn á trời. Khó thì nhớ bạn. Ở đây tối thấy khá lạnh, nhờ có đống lửa thì nó đỡ một chút. Rồi cát rất là nhiều nha, nướng cá mà cát nó cũng nhào vô nó ăn chung đó. Kiểu như là cát mà như là gắt muối hột lên luôn. Đúng rồi á. Ăn nó sạc. Chẳng như ngọc xinh luôn rồi. Wow. Thích mình thử một miếng nha. Sâu. Em thử một miếng rồi. Cái này ấy. Nói chung là nó nhiều xương quá các bạn ơi. Nó đau cho mỏ. Em ăn một miếng thôi. Nhiều xương quá các bạn ơi. Nó đập vô cái mỏ mình. Mình còn con này nữa các bạn. Để mình mở ra coi nó có cái gì ở trong. Cái con này mình bắt nó bằng cua đá xé gió. Nó một đống gạch luôn nè các bạn. Thử miếng coi có ngon không nha. Trời nó thơm, nó béo. Nhức cái nách quá các bạn ơi. Đây bệnh viện liền, đây bệnh viện trị bệnh nhức nách. Đi chợ có hai chỗ nhức nách. Vậy một đêm không thể nhức snack hơn. Tới mức độ mà gió tới mức độ mà cái này nó muốn bay ra luôn, muốn tét ra luôn nữa các bạn. Rồi có khi gió chịu hết nổi rồi, lạnh quá mà anh chị bị chui mút vô giỡn luôn, chui vô trong gần không nhớ gần không lại thoát được kiếp nạn gió và cát. Nên cái lỗ mũi chị Quyên mà thấy cát. Cát tới lỗ mũi luôn, còn cái đầu của anh Mon thì khỏi nói luôn rồi các bạn. Cái đầu của anh Mon thế này. Đó. Nói chung là chúng ta đã trải qua được một đêm
Nhớ đợi luôn á. Người đang kiếm được đồ ăn nè bạn, có mấy con hào hay là con gì đó nó bám lên cái trụ đá này. Nó rung rinh hết trơn rồi, giờ mình sẽ cố gắng đẩy nó ra. Wow, văng ra luôn rồi. Con này nó cũng rung rinh nữa nè. Đó. Bắt được rồi nha các bạn ơi. Routine của buổi sáng. Vãi, con này ăn kiểu gì? Đụng luôn bà nội, lại nó kẹp cái mỏ tôi sao? À, kẹp cái này kiểu như là kiến cắn con voi á, không sao đâu. Nè, thử lại lần nữa đi, em thấy chưa có vừa lắm, thử. Thôi, mẹ kê cho cái nút lên mon rồi để con cua nó vô. Ủa, em có làm gì nó đâu, sao nó ngủm rồi? Anh làm mà. Ừ, đúng rồi, tại cái miệng của anh á. Nóng quá, không thể luôn. Mời cả nhà yêu ăn sáng cùng vợ chồng Mon nhé. Cái gì? Đây là những con cá mới câu sáng sớm nay nè các bạn. Quá đã luôn. Cá chốt, sáng nay câu được con cá chốt. Với mấy con hào đá mới nướng. Cuối cùng thì sinh vật này cũng đã có tác dụng rồi. Ta lấy cái này. Đâu ta? Chỗ nào ta? Đây rồi. Kê vô. Kê vô. Ây da, nại ra thành công rồi đó. Có thịt luôn. Có thịt, à em ăn trước đây. Anh ăn đi. Ăn đi. Anh thí nghiệm trước cho em coi thử. Ok, để thí nghiệm. Hào đá nướng thơm ngon mà bạn nha, tôi đây cho con ghẹ ăn luôn. Ừ, lỡ có ngộ độc thì hai đứa bị chung. Giỡn thôi chứ nó rất là ngon các bạn. Nó rất là ngọt nhưng mà nó hơi khô à, nướng quá lửa các bạn ơi. Lấy cái mỏ của Tiểu Cường. Rồi thành công rồi. Sao mình thấy nó không dị sao sao á. Wow. Con ốc này thu quắc vừa. Giờ mình sẽ thử một con khác thôi. Cái loại ốc này có ngon không? Chích vô trong đây, kéo ra. Cũng ngon các bạn. Con này nó cái mùi của nó hơi nồng, nhưng mà nếu mà có gia vị chấm thêm thì sẽ ăn ngon á. Thiệt. Có đắng không? Không, nó không đắng. Nó giống mùi trứng hồ vịt thúi. Ok, vậy thôi clip đây là kết thúc luôn nha các bạn. Nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn like, share, subscribe và đăng ký kênh. Đừng quên đặt ra những thử thách vãi các trưởng để con chị Vi tiếp tục thành xác bản thân nha các bạn. Nhớ cho mình cái hột quẹt nha. 50 ngàn đã mua được mấy cái hột quẹt đó. Tao không chịu mua. Ai kêu? Cái này mình đang không có hứa rồi các bạn ơi. Cho nên mình sẽ thả nó về với biển cho nó gặp mẹ nó nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy nhấn chuông, đăng ký và bình luận video kế tiếp mà các bạn muốn tụi mình làm. Ok, bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Mãi yêu. Mãi yêu. Mãi yêu. Mãi yêu. Mãi yêu.